đi theo. Bởi vì yêu anh quá nên ngốc nghếch theo. Anh muốn gì cũng được, anh thích gì cũng chiều. Dù điều anh muốn rất chi hoang đường, dù điều anh mong rất là vô lý. Hãy subscribe cho kênh Theo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.